Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay Auto88 sẽ tiếp tục gửi tới quý anh chị một mẫu xe hatchback cực kỳ nhỏ gọn, xinh xắn và đi lại không kém phần bốc ở trong phố quý anh chị nhé. Đây là chiếc Mazda 2 phiên bản 1.5 hatchback Premium, sản xuất năm 2019 và đăng ký lần đầu vào năm 2020. Xe một chủ từ đầu, biển số gốc thành phố quý anh chị nhé. Mới chỉ chạy hơn 2 vạn thôi. Thì ngay bây giờ đây, em Thái Hòa sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết chiếc xe với tất cả quý anh chị. Xe biển gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển quý anh chị nhé. Mazda 2 thì vẫn thiên về kiểu dáng nhỏ gọn này, nhưng mà khoang bên trong thì khá là rộng rãi quý anh chị nhé. Option cũng khá khá và kiểu dáng thực sự là rất là đẹp luôn đúng không ạ? Xe thì sở hữu khối động cơ 1.5 Skytic, nó sản sinh công suất lên tới 110 mã lực. Và đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên thành ra là xe đi cách âm chống ồn rất là tốt và đi cũng cực kỳ là bốc luôn quý anh chị nhé. Cái bản 1.5 Premium bản hatchback này là bản cao cấp nhất của Mazda 2 thời đời đấy ạ. Đó, xe được trang bị đèn full LED trước sau. Và màu trắng có lẽ cũng là cái màu đẹp nhất đúng không ạ quý anh chị. Động cơ 1.5 Skytic vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đó, gia chủ thì đã có lắp thêm sẵn cảm biến lùi rồi, quý anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Có sẵn camera lùi đó. Như nãy giờ em Thái Hòa đi một vòng thì quý anh chị có thể thấy sơn si của xe rất là đẹp. Sau hơn 2 năm sử dụng thì chiếc xe sơn zin lên tới khoảng 95%, cũng là một tỷ lệ sơn zin rất là cao đấy ạ. Xe thì bảo dưỡng full lịch sử trong hãng quý anh chị nhé. Đó, em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe. Đây, xe được trang bị cặp đèn full LED này, rất là sáng này. Mặt ca lăng rất đặc trưng của Mazda rồi. Đó, gia chủ thì trước khi bán đã thay nguyên dàn lốp Michelin để đi cách âm cho tốt quý anh chị nhé. Cái lốp Michelin này đi êm kinh khủng luôn quý anh chị ạ. Đó, vành bông hoa thì vẫn chưa xước hay là móp méo quả nào cả. Đó, quý anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, để em cùng mở khu vực nội thất với tất cả quý anh chị. Đó, quý anh chị thể thấy không ạ? Nội thất của chiếc xe vẫn nguyên bản quý anh chị nhé. Rất rất đẹp. Đây là da pha nỉ. Da pha nỉ rất đẹp, da màu kem. Nói chung là cái cách thiết kế và bố trí nội thất của Mazda 2 thì không thể chê vào đâu được. Đó. Ở cái bản 2019 này là bản Philip của anh chị nhé. Đây là đăng ký 2020 và sản xuất năm 2019 là bản Philip rồi. Đó, xe được trang bị điều hòa auto này. Màn hình lồi lên thì nó thiết kế vuông vắn hơn là cái form cũ rồi. Đây là núm iDriver. Và xe đã được thiết kế vô lăng mới rồi quý anh chị nhé. Đó, hàng ghế sau của chiếc xe thì được trang bị tới 3 tựa đầu và vẫn rất là mới luôn. Cốp xe thì nói chung là vừa đủ quý anh chị ạ. Cốp xe này thì em nghĩ là không phải là quá rộng, nhưng nhìn chung là một chiếc xe đi trong phố thì đây là vừa đủ. Anh em có thể đi siêu thị hoặc là ví dụ gặp hàng ghế sau lại thì có một khoang để đồ cũng rất là thoải mái đúng không ạ. Cái này gặp 46 được quý anh chị nhé. Đây, đứng ở góc bên này thì quý anh chị có thể thấy nội thất của chiếc xe vẫn đã còn mới vô cùng quý anh chị nhé. Mới vô cùng luôn. Đó, nội thất da màu kem của chiếc xe thì cũng rất là sang trọng và bắt mắt. Đó, ghế lái của chiếc xe mà đang còn đẹp như thế này thì đúng là chủ xe phải rất giữ gìn luôn đúng không ạ. Vô lăng của chiếc xe thì đã được thiết kế vô lăng mới rồi. Đó, nghe gọi điện thoại, tăng giảm âm lượng, cruise control, tất cả đều có trên vô lăng này. Để em sẽ cùng ngồi lên xe. Nhìn chung là chiếc xe vẫn còn rất là mới quý anh chị nhé. Start stop các kiểu đủ hết. Lẫy chuyển số trên vô lăng, đèn auto, gạt mưa auto đủ hết quý anh chị nhé. Trong tầm giá chỉ loanh quanh hơn 500 thôi. Đó, ngay cả tắp ly của chiếc xe thì cũng được bọc ra. Mình mời bạn mở giúp mình cái nắp capo chút nhé. Đây, chiếc xe sau hơn 2 năm sử dụng. Đó, ốc capo thì vẫn chưa một lần đụng chạm nào cả quý anh chị ạ. Vẫn còn nguyên những cái dấu của nhà sản xuất. Đó, và xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội quý anh chị nhé. Quý anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em. Và quý anh chị mua xe bên em thì check bất kỳ chỗ nào cũng được, bên em đều đi theo yêu cầu của tất cả quý anh chị. Đó, ốc phía tai xe này,
ốc chân máy của xe này, đó cao su chân máy này, tất cả thì vẫn đều còn nguyên zin luôn quý anh chị nhá. Đây là những cái con ốc mà bắt từ hộp số sang với máy đó, thì tất cả đều còn nguyên luôn. Đây là tất cả những ốc khu vực phía tai của xe này, đấy đều chưa có vết đụng chạm. Ốc khóa đây quý anh chị nhá, đó két nước này, răng đầu trước này, tất cả vẫn đều phải còn nguyên. À, chắc chắn rồi, khi quý anh chị mua một chiếc xe này thì quý anh chị đi check hãng thoải mái. Bên em khuyến khích quý anh chị nên check hãng. À, nãy giờ thì em Thái Hoa có giới thiệu tới tất cả quý anh chị chiếc Mazda 2 phiên bản 1.5 số tự động hatchback premium, sản xuất năm 2019 và đăng ký năm 2020, chạy hơn 2 vạn mai quý anh chị nhé. À, xe thì bên em đang chào với giá là 520 triệu đồng. Đó, giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá thêm cho quý anh chị. À, chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé. À, quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em Trịnh Vũ Thái Hòa. À, rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.